ổn á. Ở nhà không? Ừ, em à, em ra đây chơi à? Ừ, em vào nhà đi. Chị không ngủ à? Ừ. Ôi, là sao đấy? Chị bị đau vú này, sưng lắm. Đau. Ừ. Thuốc phải đắp vào. Đau lâu chưa chị? Chị đau từ hôm qua em ạ. Ừ. Chắc là bị tắc tia sữa hay là áp xe gì đấy rồi. Đau thuốc phải đắp vào. Nhà cửa xong chưa? Chị ơi em ạ, chị hôm nay đau quá chị cũng không làm được. Làm gì không để em hộ? Bây giờ chị chỉ đan thêm thôi. Để em cái hộ. Thế em ra giúp chị cảm ơn nhé. Em cũng rảnh mà. Em có thời gian thì giúp chị với. Thế còn nó ngủ ở đây em coi cái cún giúp chị. Chị đi nhà chị gái lấy xe cho tập đi cho cháu với lại đủ. Chị cứ đi đi để em trông đây. Chị ơi, chị làm gì thế chị? Em bếp thôi. Nhóm bếp ạ? Ừ. Nhóm bếp nấu cơm chưa hả chị? Vâng. Chị đi đâu rồi chị? Nhìn việc rồi. Đi làm rồi ạ? Ừ. Ừ. Em về lấy ít đồ cho cái cún, lấy cái xe với ít bát. Vâng. Chị dạo này ở nhà khỏe không? Khỏe chứ. Lâu cũng chơi rồi. Vâng. Chị đi chơi nhá. Ừ. Bé rồi. Bé có người họ làng xóm họ đến giúp em làm nhà. Trời. Xong em nhờ họ coi hộ, em về lấy đồ. Ừ. Chị có khỏe không? Khỏe chứ. Thế anh chị đi lấy cây về để sửa nhà chị? Vâng. Em cũng đi mấy hôm nay em cũng nhớ chị lắm. Ừ. Nhưng mà nhà cửa em chưa làm được. Vâng. Nhớ chứ. Em với cháu chứ. Vâng, em cũng nhớ đấy. Em cũng nhớ chị đấy. Do hoàn cảnh em khó khăn nên nhà cửa em chưa làm được. Khi nào làm được em sẽ về đón chị nhé. Em sẽ về đón chị ra chơi với các cháu nhé. Chị ở đây anh chị không mắng chị ạ? Không. Anh chị không mắng chị ấy chứ. Không.
em thương chị lắm. Chị cố gắng ở đây nhé. Em làm nhà cửa xong em sẽ đón chị đi xuống chị em chơi nhé. Vâng. Em về đây. Vâng. Em về đây chị ạ. Vâng. Cất đồ sang hàng đấy mình lấy cái cuốn để em đi lấy thuốc để bắt cho. Ừ. Em đi nhặt thuốc để em đắp cho em có đỡ không? Ừ. Ra đâu được em ra rồi. Đây đây đây. À, đau quá. Ngoan nhá, mẹ đau đấy. Cảm ơn em nhé. Vâng. Em bế thằng cò cho chị luôn. Em ăn nhẹ. Xem hôm trước em có việc không xuống được, hôm em xem tiến độ công trình làm nhà đến đâu rồi. Dạ vâng ạ, nói chung là cũng dựng xong rồi ạ, cũng tạm ổn rồi, bây giờ chỉ đan thêm vách nữa thôi ạ. Rồi để em đi xem nhà cửa nào. Vâng ạ. Hôm trước đông người xuống. Dạ cũng đông ạ. Thế làm được phần cơ bản đấy nhỉ? Dạ vâng ạ. Bây giờ phải còn thêm vách nữa. Cây là có đủ hết rồi gì? Dạ vâng ạ, cây đầy đủ hết rồi ạ. Vậy chiều nay đi. Em cũng không làm gì rảnh, em bước chứ xuống răng đây hộ chị. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Được,
chị em không chị em mới chị. Dạo này còi còn nhiều không chị? Không ạ, còi này nó cũng ngoan rồi ạ. Đó anh nha. Em cho anh nhé. Anh về hộ đây à? Ờ, anh về hộ mấy bạn con làm mấy lều. Anh để em phụ vào tay. Đây của con đây này. Này cô, con trai tôi đâu? Con chào mẹ ạ. Anh ấy làm việc ở kia ạ. Chào bác ạ. Chào bác ạ. Bác cũng ra đây hộ à? Không. Là đưa con trai về thôi. Về đi. Không làm đâu, đi về đi. Ai cho con về là đây mà làm. Đi về đi con. Con về đi hộ cô ấy mấy hôm rồi. Thôi, không hộ đâu. Không hộ đâu, đi về đi con. Đi về đi. Để con hộ cô ấy một lần. Không hộ đâu, đi về đi. Kệ cô đây. Nhà không có nhà ở. Kệ cô đây. Con biết. Về đây con. Đi về đi. Đấy là anh ấy cô, là con tự ra đây con là một hai buổi mẹ. Con phải trả được bảo anh ấy về hộ đâu. Không được. Nó bảo không cho làm rồi. Hộ cái gì nữa? Thôi mẹ. Kệ cô. Cô ấy một hai buổi. Kệ cô đấy. Không hộ gì hết, đi về đi con. Con đi về không, không nhờ anh ấy đâu. Con cũng bảo anh ấy về nhưng anh ấy cứ ra hộ. Anh ấy bảo là anh ấy làm giúp con để cho con gái anh ấy được có ngôi nhà thôi. Ở khỏi nắng khỏi mưa rồi. Về đi con. Thôi mẹ. Cô nhắc cô đi bảo ra sao? Con có được bảo đâu mẹ, anh ấy khác tự ra làm thôi. Không à, bảo là con coi khác khác ra. Em không phải đâu mẹ, con khác ra hộ cô ấy đấy mẹ. Không được, đi về đi. Con cũng bảo anh ấy không là đâu. Không phải ra nữa nhưng anh ấy cứ ra thôi ạ. Cô khác tự muốn ở thì khác tự làm. Có chân có tay khác tự làm. Con đi phải bảo con tôi mới ra. Con không được bảo đâu mẹ, anh ấy không bảo ra làm sao mà con tôi là ra. Không mẹ, con khác tự ra hộ cô ấy thôi. Con bảo đã bảo rồi, không hộ là không hộ. Thêm một cái nhà. Vâng, con cũng con bảo anh ấy là, đi về. Con này là muốn khắc ở là khắc tử có chân tay mà làm, không hổ nữa. Cô là có chân tay, cô khắc tử làm. Bác ơi, không hổ đâu. Bình tĩnh bác ơi, cái này cứ để từ từ bác ạ. Đã bảo không cho con trai về rồi, còn lại đi trộm bảo đấy. Con không được bảo đâu ạ. Không bảo là khắc ra, bây giờ đây tôi không cho đi làm nữa. Không con đi về đi. Con khắc tự ra hộ cô ấy thôi. Thôi, giờ đi về đâu luôn bây giờ đấy. Thì con có một đứa nhỏ ở đây, con nhỏ ở đây con muốn giúp cô ấy làm ở nhà. Để con chỗ chui ra chui vào không. Con kệ. Không mấy nay lắm mẹ. Bác ơi, kệ bây giờ cháu nó còn nhỏ để anh ra phụ chị một tí. Không được, không cho được. Hay là con lại muốn quay lại cô này rồi. Con là phải tìm cô khác mà để con trai cho bà cho mẹ đấy. Không phải đâu mẹ, con chỉ muốn giúp cô ấy làm ở nhà thôi. Con này có con trai đâu, toàn là con gái thôi. Bà ơi, cái này không phải là do cô chị này đâu. Cái là do con mình một phần ấy, không phải là do con chị này đâu. Không biết làm thế nào phải có một con trai. Con cũng không bao giờ quay lại với anh ấy đâu, mà mẹ cứ yên tâm. Anh ấy ra đây là anh ấy bảo giúp con làm cái nhà là vì anh ấy nghĩ đến đứa con gái này của anh thôi ạ. Không được. Chứ còn bọn con không còn tình cảm gì nữa đâu ạ. Không cho hổ được. Cho tìm cô khác thôi. Lấy con trai thôi. Cái này là trách nhiệm của anh ấy rồi. Nên là bà cứ để anh ấy giúp chị mấy hôm. Để xong khi nào xong nhà rồi thì anh ấy hát về. Không cho giúp được đâu. Đi con. Đi về đi. Không mẹ, để con hộ cô ấy 1-2 buổi. Bà ơi, bà ơi. Không em nữa. Đi về đi. Không có, không nói gì nhiều. Không mẹ, bỏ con ra. Đi về đi. Con lớn rồi. Đi về đi. Bà ơi, anh ấy lớn rồi, anh ấy. Anh ấy đừng suy nghĩ bà ơi. Không mẹ, bỏ con ra mẹ. Con không ai làm mẹ. Bà ơi. Đi về luôn. Có mẹ không? À, làm thế. Đi về đó. Đi về rồi đấy. Đi về đi. Anh về đi.
Ôi chị ạ, cũng không sao, chắc bà ấy bực quá, chắc bà mới làm thế thôi. Vâng. Cái này thì cũng tệ thôi, bởi vì em cũng bảo anh ấy không phải đến hộ nữa, ba mẹ con khác làm. Nhưng mà anh ấy bảo là anh ấy thương cái cún này, cũng là mang dòng máu của anh, thì anh về giúp mấy ngày để hoàn thiện nhà cửa rồi anh chắc đi thôi. Ôi chị ạ, bây giờ cũng muộn rồi, bây giờ chị cơm nước cho cháu thì... Và em cũng xin phép là em về cũng chiều và em sang hộ. Dạ vâng, thế chiều chị cũng nhờ anh với lại em đây về giúp đỡ với ạ. Vâng. Vậy em về. Dạ vâng ạ. Bác cuốn nha, bác gọi nha. Vâng ạ. Anh nha. Vâng ạ. Đây đây của con.